cho dù là thời xưa hay đời nay, thì chị em phụ nữ khoảng 30-35 tuổi trở ra thì có ba cái vấn đề này mình chắc chắn sẽ gặp phải và mình tuyệt đối không được chủ quan. Cái thứ nhất đó là cái da của mình sẽ bị khô, bị sạm, bị nám, bị tàng nhang. Tóc của mình sẽ bị gãy rụng, bạc sớm, bốc hỏa và rối loạn vì giấc ngủ do cái buồng trứng bị lão hóa. Cái vấn đề thứ hai đó chính là về nhức mỏi xương khớp, bị thoái hóa, bị khô khớp. Thoái hóa thoát vị, gai đôi, loãng xương sớm khiến cho chị em phụ nữ mình bị rối loạn về chuyển hóa mỡ, khiến cho mình tăng cân, béo phì và tích mỡ bụng dưới. Và cái thứ ba không thể tránh được, đó chính là cái tình trạng về khó ngủ, mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Sau khi sinh khoảng đến 2 đứa, 3 đứa trở ra, mình ngủ về đêm ấy, đêm khoảng 2 đến 3 giờ sáng mình tỉnh dậy và không ngủ lại nữa. Vậy thì với chị em phụ nữ, mình để xử lý được tất cả các tình trạng trên, mình chỉ cần gì ạ? Khôi phục lại bộ xương, bổ sung canxi hữu cơ sinh vật vào buổi sáng, và chính là viên dưỡng nhan này. Viên dưỡng nhan để bổ sung nội tiết tố, cân bằng lại chu kỳ kinh nguyệt, sản sinh ra nội tiết tố nội sinh giúp cho da dẻ đẹp tự nhiên, cho chị em phụ nữ khỏe đẹp từ trong ra ngoài chị em nhé.